Đã bắt được kẻ tình nghi livestream lén Cuba Sài Gòn, có thể bị phạt 1 tỷ đồng và 3 năm tù. Sau 1 giờ điều tra, ekip phim Cuba Sài Gòn đã tìm ra được kẻ tình nghi livestream bộ phim phải giao cho công an xử lý. Cuba Sài Gòn là phim điện ảnh mới nhất đang gây sốt trong những ngày qua. Sau những phản hồi đầy tích cực, bộ phim hiện đứng đầu doanh thu phòng vé Việt trong 3 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng đã phát sinh vấn đề lớn khi xuất hiện một số cá nhân thực hiện việc livestream lén bộ phim ngay tại rạp. Chiều ngày 13 tháng 11, một fanpage cộng đồng phim đã livestream toàn bộ phim Cuba Sài Gòn, bất chấp sự can ngăn của nhiều cư dân mạng qua bình luận bên dưới. Thậm chí nhà sản xuất diễn viên Ngô Thanh Vân cũng đã dùng tài khoản cá nhân của mình để vào năn nỉ: "Em ơi đừng làm vậy, hãy để khán giả ra rạp xem em ơi." Sau đó nữ diễn viên phải bình luận một cách đau đớn: "Em làm vậy thì em đang giết phim Việt đó." Nhờ vào sự giúp đỡ của ban quản lý rạp chiếu phim cùng cơ quan điều tra, phía đại diện Cuba Sài Gòn đã bắt được người thực hiện việc livestream quay lén này. Người phạm tội là Trường, sinh năm 1998, ngụ tại Vũng Tàu. Trường đã thừa nhận và viết biên bản về hành vi của mình. Chân dung kẻ tình nghi thực hiện livestream lén phim Cuba Sài Gòn. Hiện tại, Trường đã được ekip phim Cuba Sài Gòn giao cho công an xử lý. Theo quy định hướng dẫn về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được quy định hướng dẫn tại Điều 225 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, với hành vi phạm tội của Trường, khung hình phạt cao nhất có thể bị xử phạt đến 1 tỷ đồng và 3 năm tù giam. Hiện tại Trường đã được ekip phim Cuba Sài Gòn giao cho công an xử lý. Ngay sau đó, nam thanh niên cũng đã gửi lời xin lỗi đến Ngô Thanh Vân, nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim Cuba Sài Gòn. "Hai chị ơi, em là người quay lén phim trong rạp. Em rất thành thật xin lỗi vì ý thức của em, vì thật sự em chỉ muốn câu like và comment mà không nghĩ đến sự việc. Em rất mong chị Ngô Thanh Vân bỏ qua cho em, và đây cũng là lần đầu và lần cuối cùng. Em rất mong chị có thể nói lại với chị ấy. Em còn nhỏ tuổi nên chưa nhận ra mức nghiêm trọng đến như vậy, em thật sự xin lỗi." Bị anti-fan mỉa mai, Hồ Ngọc Hà đanh thép đáp trả. Trước những bình luận công kích mang tính ác ý và cay nghiệt, nữ hoàng giải trí không hiền lành để yên mà thẳng thắn lên tiếng đáp trả. Vừa qua, Hà Hồ chia sẻ bức hình hôn má Kim Lý đúng ngày sinh nhật anh như một cách ngầm công khai tình cảm, không khỏi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều bạn bè của cặp đôi để lại những lời chúc mừng chân thành, chúc tình cảm cả hai luôn bền chặt. Đáng chú ý, trong bài đăng trên trang cá nhân, một người bạn của Hồ Ngọc Hà, một anti fan bất ngờ để lại bình luận ác ý: "Chị này ăn tạp quá." Đáp trả lại nhận xét bất lịch sự và cay nghiệt này, nữ hoàng giải trí lập tức lên tiếng phản hồi: "Chắc gì bằng em giỏi giấu hoặc không ai biết em là ai thôi." Dù không lâu sau bình luận của anti fan đã được gỡ bỏ, nhưng sự việc vẫn khiến nhiều người bàn tán. Một số người cho rằng việc giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ lên tiếng phản bác cũng là điều dễ hiểu, vì có lẽ khó có ai thể giữ bình tĩnh khi công khai chuyện tình cảm đúng ngày sinh nhật người yêu lại nhận phải bình luận công kích và ác ý. Kể từ khi cùng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc, chuyện MV giả tình thật của Hà Hồ Kim Lý thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Khi người trong cuộc chưa kịp lên tiếng khẳng định chuyện yêu đương, thì bằng chứng hẹn hò giữa cả hai đã nhan nhản trên mặt báo. Kim Lý không ngại gọi Hà Hồ là em yêu, cả hai mang giày đôi khi ra nước ngoài, bằng chứng hẹn hò xuất hiện dày đặc. Thậm chí nam diễn viên còn đưa nữ hoàng giải trí về gặp gỡ gia đình. Sau thời gian dài ấp mở, cuối cùng cặp đôi cũng bước ra ánh sáng. Cát Phượng: "Càng hạnh phúc với Kiều Minh Tuấn tôi càng thấy đau." Đó là những chia sẻ rất chân thật của Cát Phượng về chuyện tình chênh lệch tới 18 tuổi với Kiều Minh Tuấn khi tham gia một talk show mới đây. Mới đây, Cát Phượng đã tham gia một talk show truyền hình do MC Trấn Thành dẫn dắt, và cũng nhân cơ hội này, cô mới có dịp trải lòng với khán giả về chuyện tình cảm. Trước đây, Cát Phượng đã từng một lần đổ vỡ hôn nhân với nam diễn viên Thái Hòa trước khi cô gắn bó cùng chàng trai kém cô 18 tuổi Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, chuyện tình với nam diễn viên Kiều Minh Tuấn ngoài hạnh phúc lại khiến Cát Phượng day dứt rất nhiều. Cát Phượng kể, trong một buổi diễn tốt nghiệp, nam diễn viên Em Chưa 18 thu hút sự chú ý của đàn chị với nét diễn duyên dáng. Họ lần đầu làm việc chung trong vở Cánh Đồng Bất Tận khi Cát Phượng thủ vai diễn quan trọng, trong khi Kiều Minh Tuấn chỉ thủ một vai diễn nhỏ. Sau cơ duyên ấy, Cát Phượng ngỏ ý mời Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng mình. Được lời như cởi tấm lòng,
chàng diễn viên trẻ đội ơn vì được theo để có tiền sống, lấy kinh nghiệm và lấy luôn trái tim của đàn chị. Chị em yêu chị, từng hạnh phúc và khổ đau vì câu nói ấy, cô Cát chép miệng phớt lờ. Thế nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn không chào thua, anh nhắn tin cho cô, em yêu chị bằng tình cảm trai gái chứ không phải một đứa em. Tôi không cần bà yêu vì tôi chăm sóc cho Bơm, hãy đến với tôi khi tình cảm của bà chân thành nhất. Kiều Minh Tuấn đề nghị sau 4 năm yêu Cát Phượng, nếu Cát Phượng chia tay Thái Hòa sau 4 năm thì đó là khoảng thời gian đủ chín mùi để Kiều Minh Tuấn nghiêm túc với tình yêu. Mỗi ngày Kiều Minh Tuấn chăm lo cho Cát Phượng. Và cả con cô từng miếng ăn giấc ngủ, mỗi khi Cát Phượng bỏ ăn để giảm cân, Kiều Minh Tuấn liền nhắc nhở, bà phải nhớ lúc nào Bơm cũng cần bà đó. Dù trên nhau 18 tuổi, nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn có cuộc sống tình cảm rất hạnh phúc. Mỗi khi rảnh rỗi, Kiều Minh Tuấn hay cắt móng tay cho bé Bơm, lao vào Thái Hòa như thiêu thân, nhưng Cát Phượng rất thận trọng, chậm rãi quan sát Kiều Minh Tuấn. Yêu nhau, nhưng Kiều Minh Tuấn không muốn Cát Phượng công khai chuyện tình cảm vì sợ giông bão từ miệng người. Nam diễn viên tâm sự, khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tôi sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ. Kiều Minh Tuấn đã trao cả thanh xuân cho Cát Phượng. Nam diễn viên đã định nghĩa lại hai chữ hạnh phúc trong đời cô. Thế nhưng cô sợ, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Lệch vên 18 cái xuân xanh, Cát Phượng lẩm bẩm tính khi Kiều Minh Tuấn ở độ tuổi thành đạt thì cô đã già nhiều. Nữ diễn viên rưng rưng khóc vì nghĩ mình đã quá bất công với Kiều Minh Tuấn, vì để anh phải sống với một người sẽ già hơn mình nhiều trên đường đời còn lại. Thế nhưng Trấn Thành đã thức tỉnh Cát Phượng, nam MC nhắc nhở Kiều Minh Tuấn đã gửi lời yêu ở độ tuổi sung mãn nhất đến nữ nghệ sĩ, và chính cô cũng đã trao cho anh trọn con tim, trí óc và cả bé Bơm, hiện thân thiêng liêng của một gia đình nhỏ. Sau 7 năm yêu, Cát Phượng từng đề nghị chia tay cùng Kiều Minh Tuấn vì càng vui rồi sẽ càng đau. Kiều Minh Tuấn lập tức phản kháng, đây là lần đầu tiên, lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mộ yên mã đẹp, thằng Bơm lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích. Cô tin điều đó, trái tim mạnh mẽ ngang tàn của cô Cát giờ đã biết run rủi, sống thật với bản ngã yếu đuối rất đàn bà. Nếu đổ vỡ với Kiều Minh Tuấn chắc chị sẽ đóng tim mình lại, Cát Phượng thổ lộ cùng Trấn Thành. Thế nhưng, cố ăn mình đến đâu mới hiểu được tình yêu, Vũ Thành An từng trầm ngâm về chữ tình như thế trong nhạc phẩm Đời Cá Vàng. Quả thật, Cát Phượng đã dẫm lên quá nhiều mảnh vỡ li ti sắc nhọn và chảy máu trong suốt cuộc đời mình, để giờ đây cô yêu và được yêu trọn quả tim mình. Hiện tại, mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và con trai riêng Cát Phượng bé Bơm rất tốt. Nam diễn viên cũng từng tâm sự, khi yêu Cát Phượng anh có trách nhiệm hơn với bản thân và trưởng thành hơn. Lâm Khánh Chi, tôi sẽ thụ tinh nhân tạo để chắc chắn có từ 1 đến 2 con. Tôi và chồng sẽ thụ tinh nhân tạo bên Thái Lan để có con, nên vấn đề này không phải lo, mình có tiền sẽ làm được tất cả mọi thứ, Lâm Khánh Chi chia sẻ. Là một trong những người chuyển giới nổi tiếng của showbiz Việt, cái tên Lâm Khánh Chi chưa bao giờ thôi hot bởi những phát ngôn cơ thể tôi hoàn hảo 100% hay tôi quan hệ như một phụ nữ đích thực. Mới đây, người đẹp chuyển giới tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi lên tiếng về đám cưới. Theo Lâm Khánh Chi tiết lộ, đám cưới của cô sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 tới đây. Ông xã tương lai của Khánh Chi là Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê Nam Định, hiện kinh doanh và sinh sống tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong ngày vô quy, mỹ nhân chuyển giới cho biết cô sẽ mời 1.000 khách là những người bạn thân thiết đồng hành cùng cô trong thời gian qua. Đặc biệt, người đẹp họ Huỳnh cũng chia sẻ trang phục trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Về phần trang phục, tôi đặt may riêng 3 bộ áo dài và 5 bộ váy cưới được đính mỗi bộ 5.000 viên đá pha lê mua từ Cộng hòa Z. Chú rể sẽ diện 5 bộ vest và 2 bộ áo dài truyền thống. Tất cả đều được kỳ công thực hiện và hoàn thành trong suốt 3 tháng. Riêng tôi với 8 trang phục, tổng cộng đính 10.000 viên pha lê, chi phí cho đồ cưới cô dâu chú rể khoảng 500 triệu đồng. Đến hiện tại tôi vẫn chưa tính chi phí cụ thể cho toàn bộ lễ cưới, bởi có quá nhiều thứ phát sinh. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chu đáo như vậy, tôi hy vọng sẽ có một buổi tiệc ấm cúng và được khán giả ủng hộ chúc mừng, giọng ca Sóng Gió Tình Ta khẳng định. Chưa dừng lại ở đó, mới đây trong cuộc trò chuyện, Lâm Khánh Chi cùng ông xã tương lai đã có những chia sẻ về kế hoạch dự định cho bản thân. Sau khi về chung một nhà, mỹ nhân chuyển giới cũng cho biết, sau khi kết hôn, cả hai sẽ có dự định sinh con và nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Việc sinh con chắc chắn phải thực hiện, tôi và chồng sẽ thụ tinh nhân tạo bên Thái Lan để có con, nên vấn đề này không phải lo.
mình có tiền sẽ làm được tất cả mọi thứ, chắc chắn tôi và ông xã sẽ có một đến hai con, nữ ca sĩ 40 tuổi khẳng định chắc nịch. Cũng tại buổi trò chuyện, Lâm Khánh Chi và chồng bị làm khó khi phải tham gia một trò chơi hiểu về nửa kia của mình. Ông xã của giọng ca 40 tuổi khiến khán giả bất ngờ khi trả lời đúng tới 90%. Theo đó, khi được hỏi về ngày đầu tiên yêu nhau, cho tới món ăn, con vật mà Khánh Chi thích, Trần Phi Hùng đều trả lời không sai một từ. Đặc biệt khi được hỏi, thời gian cãi nhau giận nhau lâu nhất là bao lâu? Cả Lâm Khánh Chi và chồng tương lai đều khẳng định chỉ mất 30 phút đến 1 giờ đồng hồ cho những lần giận dỗi. Người đẹp chuyển giới cho biết, giận nhau là vậy, nhưng chỉ chưa đầy một tiếng cô sẽ gọi ông xã và bắt chuyện làm hòa, bởi lâu quá sẽ buồn. Nói về chuyện giận hơn, ông xã tương lai của Lâm công chúa tiết lộ, hai đứa cứ gây lộn qua lại, nhưng tỷ lệ thường xuyên phải bắt chuyện trước là Khánh Chi. Một tí là Khánh Chi cứ quay qua gọi anh ơi, nên không tài nào giận lâu được. Trước lời tố cáo của chồng, Lâm Khánh Chi tâm sự, trong tình yêu người con gái nên nhỏ nhẹ, và dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nên nhún nhường, vì chồng giận thì vợ bớt lời, cơm soi bớt lửa chẳng lời nào khê. Con trai rất sĩ diện, nếu như mình yêu ai phải cảm nhận được, trong tình yêu ai làm hòa trước đối với tôi không quan trọng bằng việc mình có hạnh phúc hay không. Giận nhau lâu quá sẽ ảnh hưởng, làm gián đoạn công việc, mỹ nhân chuyển giới cho hay. Vợ cũ Phan Thanh Bình 2 năm trước nâng ngực đã đẹp lắm rồi, giờ ham hố xây lại mặt, nhìn kết quả mà giật mình. Chắc hẳn ai cũng giật thót tim khi chiêm ngưỡng gương mặt của Thảo Trang sau khi giao kéo. Thảo Trang, vợ cũ của cầu thủ Phan Thanh Bình, được mọi người chú ý đến nhiều sau khi tham gia Việt Nam Next Top Model 2013. Sau đó một thời gian cả hai đã ly hôn và Thảo Trang đã thay đổi khá nhiều về ngoại hình. 2 năm trước, cô lần đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ ngực, ai nhìn cũng thấy bỗng mắt. Mới đây, Thảo Trang quyết định chỉnh sửa một vài điểm trên gương mặt để đẹp hơn. Cô sở hữu sống mũi cao thẳng nhưng đầu mũi thấp và cụp xuống khiến gương mặt kém xinh. Người đẹp chia sẻ, nhiều người nói mũi khom khèm kém may mắn, lận đận tình cảm, nên tôi quyết định sửa mũi. Ngoài ra, để hoàn thiện nhan sắc gái một con, Thảo Trang còn sử dụng dịch vụ tiêm cầm V-Line thon gọn, tiêm thon mặt và nâng cơ mặt bằng máy HIFU không phẫu thuật. Cô cho biết, vì muốn gương mặt khi lên hình trông cá tính ăn ảnh, nên muốn cầm dài hơn một tí. Đây là những phương pháp tạo dáng cầm V-Line an toàn, không cần nghỉ dưỡng, giúp gương mặt tươi tắn và săn chắc. Sau ly hôn, cô nâng ngực nhìn nóng bỏng hơn hẳn. Mỗi lần mặt hở hang, cô khiến người nhìn nóng mắt. Xuất hiện ở đâu, cô cũng khoe vẻ gợi cảm một cách triệt để. Mới đây, Thảo Trang quyết định nâng mũi tiêm cầm V-Line. Có thể thấy gương mặt cô nhẹ nhàng và đẹp hơn. Cô tự tin chụp góc nghiêng. Nhìn Thảo Trang trẻ hơn trông thấy, vì chỉ làm tiểu phẫu nên gương mặt cô vẫn tự nhiên, không hề bị sưng hay cứng đơ.